Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Cuộc Sống Số ha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu mọi người một cái mẫu tai nghe có dây M1 Pro của Hoco. Thì đây là một cái sản phẩm có mức giá mình thấy là cực kỳ hợp lý và cực kỳ rẻ trong những cái dòng tai nghe. Đây là tai nghe có dây nha mọi người, của Hoco. Thì những sản phẩm Hoco mình đã có sử dụng một cái thời gian, từ những cái sạc dự phòng, những cái cốc sạc và mới đây nhất là tai nghe. Thì những dòng sản phẩm của cái hãng này được một cái nó là đó là một cái sản phẩm giá rất là mềm và chất lượng nó thì cũng cực kỳ ổn đó. Và đây là một sản phẩm cũng không có ngoài lệ. Chúng ta thấy cái vỏ hộp rất là sang xịn sò, không giống như cái sản phẩm dưới 99k đâu mọi người. Đây đó. Nhìn các bạn nghĩ là cái này phải là 100 mấy nhưng nó chỉ là 99k thôi, nó bao gồm tiền ship luôn mọi người, rất là rẻ luôn. Đây là một sản phẩm mình cảm thấy rất là hợp trong tầm giá. Và cái tai nghe này, tai nghe chống ồn, mình sẽ khui hộp thử cho mọi người xem. Tai nghe này mình đã khui hồi nãy rồi nha mọi người, chứ không phải là trong hộp rồi nói gì đâu. Đây, đây là nó tặng cho mình là hai cái tặng thêm hai cái đầu tai nghe tôi muốn cao su để nếu mà tai to quá mình có thể gắn cái này vào, hoặc là tai nhỏ quá thì chúng ta cũng có cái để gắn thay thế ha. Và chúng ta có một cái sợi dây dài tầm là chắc là khoảng là 1.5 mét nó thay. Và đây là hai ống nghe của nó. Đó, hai cái ống nghe này mình đánh giá nó cực kỳ đẹp. Nó giống như cái dạng mà AirPods của iPhone. Đó, chỉ khác cái là có dây thôi. Đó. Những cái tai nghe có dây này nó có một cái ưu điểm đó là nó nghe không có sợ bị hết pin nha mọi người. Không bao giờ sẽ hết pin vì nó gắm vô trực tiếp mà, nên nó sẽ không có bị hết pin giống như những cái tai nghe Bluetooth. Và dây của nó thì cũng khá là ổn. À, dây cũng dài tương đối. À, tuy nhiên thì dây này nó không có chống gối nên mọi người để trong mà những mọi người không có để kỹ thì nó hơi gối một tí ha, nhưng cũng không phải vấn đề vì giá của nó chỉ có 99k nên đó không phải là cái chúng ta cần để ý. Đấy, nhưng và cái ưu điểm của cái dây này không chỉ ở cái phần gọi là vẻ ngoài mà gọi là đẹp xịn sò của nó, mà nó đến từ bên trong nữa mọi người. Với chất âm của cái dòng này mình cảm thấy rất là ổn, mặc dù mình là không phải là chuyên về nghe nhạc mà chuyên về đánh giá âm nhạc, nhưng thực sự cái tai nghe này đáp ứng được nhu cầu của mình. Nghe nhạc rất là hay, rất là lớn, rất là rõ, bass chép đầy đủ. Còn ở phần này chúng ta có một cái phím điều chỉnh. À, cái này có lớn nhỏ, các bạn có thể chỉnh lớn nhỏ từ trong cái tai nghe này. Cái này thì các bạn nó thiếu cái đầu kẹp nha. Những cái tai nghe truyền thống chúng ta có đầu kẹp nhưng này không có. Nhưng mà nó sẽ nằm bên cái ống nghe bên này. Cái ống nghe bên này nó ký hiệu ống trái ống phải gì đó. Thì nó có cái ống này. Và cái ống này thì nó rất là ngắn. Thì các bạn đeo vào tai thì cái này nó sẽ lòng thòng ngay chỗ ngoài khu vực các bạn có thể bấm dễ dàng nhất. Thì từ đó các bạn có thể bấm chỉnh lên xuống âm lượng. Và ở sau này có cái hình mic, tức là các bạn có thể đàm thoại trực tiếp trên cái này. Vì khi các bạn di chuyển, khi bạn đeo cái này thì đàm thoại nghe rất là rõ. Đó, thì cái này rất là hay ha. Đây. Đó, cái này thì đơn giản chỉ cần cắm vô là chúng ta lụm xài thôi. Đó, rất là nhanh chóng và tiện lợi. À, còn Bluetooth thì nó bị một cái là nếu chúng ta sử dụng tai nghe trong thời gian dài thì nó sẽ bị một cái nó sẽ hết pin. Thì nếu hết đối với những loại tai nghe Bluetooth hiện tại thì thời gian sạc nó cũng khá là lẹ thôi. Và trong cái cốc, trong cái đồ đựng tai nghe thì luôn luôn có sạc ở trong đó, nó sạc sẵn như cục sạc dự phòng vậy. Nhưng
nếu chúng ta sử dụng thường xuyên, chúng ta không bị muốn bị còn ngắt khoảng thì chúng ta sử dụng những loại này. Và hơn nữa về giá cả thì nó cũng rẻ gấp đôi so với những cái loại tai nghe khác. Có một số loại tai nghe nha mọi người là nó vẫn giá bằng này, cũng 99k, nhưng chất lượng âm thanh của nó thực sự là cực kỳ tệ. Nó chỉ nghe ở mức độ là nó là một cái tai nghe nghe được thôi, chứ không có cái gì gọi là hay bass jack, cái gì cũng không có được, cái nào lớn họng thôi. Mà nó nghe dở lắm các bạn, nghe thời gian dài rất là mệt. Còn tai nghe này nó rẻ, nó đẹp và chất lượng âm thanh nó cũng rất là tốt. Đó. Đây của Hoco nha mọi người. Đây, thì link mua sản phẩm này mình để dưới phần mô tả video, các bạn có thể click vào xem tham khảo giá để chọn cho mình cái mẫu tai nghe phù hợp nha mọi người. Đây. Đó. Mọi người thấy chưa? Đã chưa? Ok, video này kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video sau. Bye.